Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Ninh của Việt Nam và Đại học Công nghệ Nanjing của Singapore đang phối hợp triển khai chương trình đào tạo về hành chính công và quản trị nhân lực dành cho các nhà lãnh đạo cấp sở và huyện của tỉnh. Khóa học thứ hai trong chương trình này thì vừa được khai mạc tại Singapore. Phát biểu khai mạc khóa học, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu đánh giá cao chương trình hợp tác đào tạo giữa tỉnh Bắc Ninh và Đại học Nanjing, đặc biệt khi tỉnh Bắc Ninh là nơi có khu công nghiệp Việt Nam Singapore đang triển khai hiệu quả, thu hút phần lớn cho tổng số hơn 30 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore tại Việt Nam. Tham gia khóa học lần này có 30 lãnh đạo chủ chốt của các sở và huyện của tỉnh Bắc Ninh với nội dung đào tạo được thiết kế riêng, đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh. Lĩnh vực giảng dạy chương trình bao gồm lãnh đạo, quản lý nhân lực, quy hoạch đô thị. Với Bắc Ninh, chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo về làm thế nào để thu hút đầu tư nước ngoài và làm thế nào để quản lý các khu công nghiệp. Ngoài các bài giảng, các học viên sẽ đi thực tế tại một số công ty, tổ chức kinh tế ở Singapore, cũng như gặp gỡ trao đổi với một số cựu quan chức chính phủ về kinh nghiệm của Singapore trong các lĩnh vực liên quan. Đây là khóa học thứ hai được tổ chức trong chương trình hợp tác đào tạo cán bộ giữa tỉnh Bắc Ninh và Đại học Nanjing. Được biết, trong 3 năm trở lại đây, Trung tâm Hành chính công thuộc Đại học Nanjing của Singapore đã giúp đào tạo hơn 300 cán bộ nhà nước và cán bộ cấp tỉnh thành của Việt Nam.